Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Corashop24h.com. Chúc mừng với những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và Bá Ngọc đã làm rất nhiều những video nói về những dòng sản phẩm từ sâm. Và ngày hôm nay không ngoại lệ, đó là một dòng sản phẩm khác nữa cũng đến từ sâm. Và ngay từ nhỏ thì Bá Ngọc có một sở thích đó là ăn kẹo. Tuy nhiên thì ăn kẹo nhiều thì không tốt, đặc biệt là khi lớn lên thì biết rằng là rất là không tốt cho sức khỏe. Đối với trẻ nhỏ thì ăn kẹo nhiều thì các ba mẹ rất là sợ nó sún răng. Với những người lớn tuổi đặc biệt rất là sợ mắc phải những vấn đề như cao huyết áp hay là tiểu đường, vì chúng ta phải nạp những lượng đường của cơ thể nó không tốt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Bá Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm hết sức là đặc biệt đến từ đất nước Hàn Quốc, đó là kẹo hồng sâm ạ. Vâng, khi Bá Ngọc biết được rằng là một dòng sản phẩm hết sức đặc biệt này nó rất tốt cho sức khỏe, vì là các nhà sản xuất rất là thông minh, họ đã đưa rất nhiều những hình thức để đưa được sâm đến với mọi người, để mọi người có thể tiếp cận được với sâm. Và khi mà các bạn ngậm một viên kẹo này vào trong miệng thôi ạ, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái tác dụng của nó, đó là không những ăn kẹo cảm thấy ngon mà lại tốt cho sức khỏe. Và khi chúng ta sử dụng kẹo thì một trong tác dụng của hồng sâm là giúp chúng ta nâng cao về thể lực cũng như là trí lực, giúp cho những người mà đang căng thẳng về stress thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái về đầu óc. Đặc biệt là nếu kết hợp với những người mà đang sử dụng thuốc tây thì sẽ giúp cho chúng ta nhanh vững sức khỏe hơn và mau khỏi bệnh hơn. Hơn thế nữa, đối với những anh em nam giới thì sẽ giúp cho anh em là cổ thận tráng dương, và cùng với đó là hỗ trợ về những vấn đề liên quan mỡ máu hay tiểu đường hay cao huyết áp. Và đối với các chị em phụ nữ thì sẽ giúp cho các chị em đó là da dẻ hồng hào và đẹp hơn. Đặc biệt đối với trẻ em thì khi sử dụng kẹo hồng sâm thì các ba mẹ cũng không hoàn toàn phải lo lắng các con sẽ bị sún răng, bởi vì là những cái thành phần đường mà có ở trong kẹo thì nhà sản xuất đã hoàn toàn đã bóc tách những cái đường không tốt cho cơ thể rồi. Đặc biệt sẽ giúp cho các con là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, giúp cho da dẻ hồng hào, và đặc biệt sẽ giảm những cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, stress của các con, giúp cho các con là tăng cường về thể lực cũng như là sự thông minh. Vậy các bạn có thấy một cái gói kẹo rất là nhỏ như này nhưng mà rất tuyệt vời đúng không ạ? Và sau đây thì Bá Ngọc sẽ mời bạn cùng thưởng thức với Ngọc nhé. Đó là chúng ta cùng ăn kẹo. Và Bá Ngọc sẽ bóc cái gói kẹo này ra. Các bạn nghe thì cái sột soạt lắm. Thích lắm. Thì Bá Ngọc rất là hào hứng bởi vì mỗi khi mà khi các bạn mở cái gói sâm này ra, các bạn sẽ ngửi thấy ngay cái mùi sâm rất là thơm. Vâng, đây chính là viên kẹo hồng sâm ạ. Các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu mã nó rất là đẹp, và ngay cả phía bao bì cũng vậy, nó rất là đẹp, thực sự rất là thơm ạ. Các bạn sẽ bóc này. Khi các bạn bóc ra thì các bạn nhìn thấy không ạ? Cái màu nó rất là đặc trưng của cái viên kẹo sâm của Hàn Quốc, đó là cái màu sâm đấy ạ. Cái màu vàng vàng cánh gián, rất là nhạt nhạt thôi, và các bạn ngửi nó thôi ạ, cũng rất là thơm. Và các bạn hãy đưa vào miệng nhé. Ngay mà khi đưa vào miệng á thì các bạn sẽ cảm thấy cái vị ngọt thanh thanh của nó, và rất là đặc trưng cái mùi thơm từ sâm. Và thực sự cảm thấy rất là mát và cảm thấy rất là thư thái trong đầu ạ. Thực sự là cái cảm giác mà chỉ các bạn trực tiếp thưởng thức các bạn mới cảm nhận được nó thôi. Để có một cái viên kẹo rất là xinh xinh như này mà ở bên một cái ấm trà để chúng ta ngồi thưởng thức trong buổi trò chuyện bên những người bạn và những người thân, có những ấm trà và bên cạnh đó là những cái viên kẹo như thế này thì cực kỳ rất là thú vị. Và để mua hàng nhanh nhất thì bạn chỉ cần một cái thao tác rất là nhỏ thôi ạ. Kéo xuống phần phía dưới mô tả của video này, kích vào đường link corashop24h.com. Tại đây có rất nhiều dòng sản phẩm kẹo hồng sâm và những dòng sản phẩm khác từ sâm. Đặc biệt nữa thì các bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để được hướng dẫn mua hàng cũng như làm sao bạn được sở hữu những viên kẹo như này ạ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.